chào anh em đi. Nãy giờ làm clip không có thấy mặt mình. Bữa nay mình quay với nghe nè các bạn. Mình quay cái clip nè. Quay với nghe 10 tấn ha. Nghe ở chạy mình nè. Đoạn rồi mình quay rồi mình đo clip cho các bạn thêm tham khảo luôn ha. Nãy giờ làm clip mà chưa thấy mặt, bữa nay thấy mặt. Rồi, để mình quay lại nha các bạn. Nè. Nghe này nghe muốn dài. Ngang 2,5 m, dài 12,5 m. Nghe còn nghe này đóng me nhầy nhặn, không me nhầy nhặn lắm nha anh em. Nhớ nhẩm mà anh em mới luyện vô nghe bỏ nhẩm. Nghe mức dài nha các bạn. Để mình lấy hình làm hình nền nha. Nghe dài 12,5 m, ngang 2,5 m. À. Không me nhầy nhặn luôn. Anh em nào mua được cái nghe này là cũng ok luôn đó. Cái này mình đóng như mình đóng hả đó. Ai mua được thì mình bán. Nhưng thời gian thì mình đóng. Còn mình đóng vậy cũng hoàn thành luôn nha. Đó. Rồi anh em nào nhắc lùng nhôm thì ở phần đó nữa mình báo giá sao ha. Đây, nắm cầm lái chạy máy ngoài nha. Cái lái này chạy máy ngoài. Cái nền máy các bạn. Cái nền máy, cái nguồn máy liền luôn nha. Thả nguyên miếng liền luôn á, nhầy luôn á. Nhầy tới 1 nắp 2 luôn á. Mình nhảy máy đường đo máy ngoài. Đo cái đo ngang miệng nha ha. Đo ngang miệng cho anh em tham khảo ha. Như này là ai mua được giá cũng mềm luôn, mình để giá cũng mềm luôn. Ai mua được thì mình cũng giả nó luôn. Tại cái này mình đóng thẳng nha. Nếu ai mà đặt không có để giá gì đâu. Ở nhuộm ngoài nó ngang 2,5 m các bạn, nhìn ngang 2,5 m á, tại nó nhuộm ngoài nhưng mà hở mình đo rồi là ngang 2,5 m, để mình đo nhuộm sâu luôn ha. Rồi xong rồi. Nhìn sâu là 95 các bạn. Nè. Xong 95. Xong là 6 4. Đây, trong đây. 6 nè. 6 rồi. Mình đổ giấy luôn. 6 14 ha. Đổi qua, nhưng nắng nó chả. Giá 14 nha các bạn. Giá luôn. Giá 20 ha. Ừ. Hoa đâu nha. Là 4 lá. Nghe cái chụp đồng âm các bạn. Nên đó chụp. Chụp cũng dày luôn. Dày nhắn lắm. Đó. Chụp đẩy hoa nha. Chụp đồng đó các bạn. Chụp đồng rồi. Chụp đồng âm đó. Hình gió cũng tháo hoàng luôn nè. Hình gió tháo hoàng. Làm dày dặn luôn nha. Cái nghe này là mình thịt dầu là hết. Ba món nước rồi nè. Thịt dầu á. Tại mình đã nhìn mờ các bạn, mình đã hơi lâu quá. Chừng 2 tháng nay rồi. Tại
nè ba nó nấu nó ba nấu rồi nó liền bỏ lên nó mũi hết này nó mũi này nè nè anh em thịt nhậu hết rồi đó anh em nào mua về là anh em nào nhắc lần nhôm thì nhắc lần vô là mình đi luôn là khỏi làm gì hết ha. Mình cũng xin báo chi tiết rõ luôn ha. Nha này là dài 12m5, ngang 2m5, sâu là 95 ha. Này me là 2,5 lát nếp nhựa này các bạn. Đây lát nếp nhựa này nè, là lá nhựa nghe lộn lùng là lá nhựa này ha. Là 3,5. Nó là môn là lá dành đó nha, này nè các bạn, 3,5 ha. Còn nhiều me là 2,5 hết nha. Ông me nhạy nhặn á, trong tháng 14. Rồi giá hiện tại là mình không có tính nhắc lượng ha các bạn. Như tính nhắc lượng ha. Giá hiện tại giờ mình để cho 40 á. Đó, anh em nào mua được nghe này là đi, như này là trả từ giá là 10 tấn ăn lên ha. Đó. Bao anh em mừng đắng mà anh em ăn nhỏ danh chứ mình không có để mà không có nói mà ví dụ 10 tấn mà mình nói 12 tấn mình nhờ mẹ nhỏ chứ không được mừng đắng điện tử mình ha. Còn nghiệp mình rồi mình quay bên ngoài ha. Ôi dạ. Nhập đồng gió nè các bạn, nhập đồng gió thôi 3,5 nha. Để mình đo cái áp ngô, có mặt áp ngô đo ngay nhỏ này, tại hai đầu nó nấm lại nó hơi nhỏ ha. Đây cái mặt áp ngô là 25 ha, áp ngô 25 nó nhập đồng âm các bạn, người nó 7 phân luôn ha, đứng áp luôn 7 phân nha anh em, cái nào cái này nó lên rõ đại đo thì nó héo héo đó, 7 phân nhập đồng âm. Mình nhìn đấy cho nó rõ hơn ha. Nghe mũi dài nha anh em. Bữa nay tại qua đám á các bạn. Qua đám mà nhậu không có nay hạ nghỉ hết trơn. Đám nhậu mấy thằng mía đó. Nay hạ nghỉ hết này. Mê mấy mặt. Đây mình theo lái nè các bạn. Để mình lôi cái băng nha, mình quay cho nó dễ. Các bạn theo lái nha các bạn. Nè. Anh em nhìn nít cho nó rõ ha. Nào đó nó quay tới các bạn. Cái nền máy ngoài mà mình lấy liền nguyên cái gốc luôn các bạn. Nguyên miếng luôn á. Không có nguồn máy á. Tắt 2 luôn nè. Tắt 2 á, cái nền máy á. Này nó hoang nó lỗ lùng quá nè. Để mình đặt máy. Máy xe, máy 4 á, máy nhà. Máy 4 nhà 25 là chạy hết ít luôn ha. Ghê luôn đó. Còn anh em nào có nhu cầu đóng đào làm môi rồi đó. Đi du lịch nữa các bạn. Thì mình cũng làm luôn thẳng trên bờ là làm luôn cho nó tiện ha. Còn đặt máy trong máy âm thì cũng trên bờ này thẳng mình làm cho nó tiện, nó không xong khó làm chứ gì. Nói chung cái phần mình nghe thì mình dành ha, còn đặt máy mình không đúng, con dàn nhà cũng làm máy không à, mình không có dành, mình không dành nhiều máy đó. Anh em là muốn đặt máy thì đặt máy âm á thì mình hỏi lại em nghe mới biết nha.
nhá này nó nhá mốn nhiều là như nấm mềm đó nghe anh em, mềm như nấm đó. Này đã mình nấm sẵn, mình nấm mình ai mua mình bán á, hoặc anh em là mà đặt đặt là mình nấm như nhiều mà nhắc đừng nhôm lắm, đừng giá cũng 48 triệu 10 tấn á. Cái này mình chưa có nhắc lường nha, mình giá nó 40 á. Rồi anh em là mua vậy thì lắp keo hay gì đó, mình nhét ra ngoài đẩy chạy về rồi lắp keo, giá 40 triệu quá mềm luôn anh em ơi. Thôi mình cũng xin nhìn clip này ha. Rồi.